Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video anh em nha, bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình cập nhật là thông tin của công ty Via Lifestyle nha tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ Via Lifestyle nó đã gia hạn thêm xe là thêm 10 ngày nữa các bạn. Là kể là từ ngày 15 tháng 7 các bạn tùy chọn các bạn cây xe các bạn sẽ nhận được 100 đô tính bằng cổ phiếu Webit nha tất cả các bạn. Còn đây thì tính năng tình trạng chương trình lối sống này nó sẽ kích hoạt sao nha các bạn. Hiện tại trên trang theo Word của nó đang đăng thông tin gần sèo sèo nha các bạn. Còn đây thì chương trình thu nhập tiền năm của thu nhập quảng cáo hàng năm của mình là lên được tới 16.000 đô nha các bạn. Còn tiền thưởng cho lối sống của mình là hàng tháng là 38.000 đô. Đây thì cổ phiếu tương lai mình nó sẽ tặng mình 400 đô nha các bạn. Giá trị EBIT giá trị biết hiện tại là 0.33 đô cho một cổ phiếu các bạn. Hiện tại mình đã nhận được là 2.669.000 cổ phiếu. Đây thì thông tin của nó nè. Đây là một điều đáng mừng trên trang Twitter của nó và Facebook, Instagram nó hoạt động nha các bạn. Mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn vào hàng tuần về cái công ty Via Lifestyle này các bạn. Hình như là công ty này của nó xuất xứ bên Indonesia các bạn ơi. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Trên trang theo quê nói là lối sống của Sia trên thị trường chứng khoán, chúng tôi đang quá trình cuối cùng đăng ký Sia Lifestyle châu Âu nè. Quá trình này mua lại một công ty châu Âu đã đăng ký trong quá trình hoàn toàn sứ mệnh của chúng tôi đưa đến Sia Lifestyle qua thị trường chứng khoán. Đây đang tầm nhìn của chúng tôi cho trở thành một động lực cho quyền toàn cầu bằng cách cho phép thành viên chúng tôi theo một lối sống xa xỉ mà họ luôn mơ ước, và chúng tôi truyền cảm hứng từ một sức mạnh tập thể và cam kết của một cuộc sống có mục đích nha tất cả các bạn. Đây đang trên trang keyword của nó nè. Rồi mình chờ ai các bạn. Còn trên Facebook của nó nè các bạn. Còn trên Instagram nó nè. Các bạn vào đây mà check thông tin nha các bạn. Hiện giờ bài viết nó đã đăng 8 bài viết nè các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn. Hiện tại nó sẽ đăng những cái du lịch, khách sạn, trò chơi, ăn uống gì không à các bạn ơi. Đây là Facebook của nó. Các bạn nào chưa chơi thì đăng ký một cái tài khoản và KIC kích hoạt 20 đô nữa các bạn. Cũng không, nếu mà các bạn nó sẽ nói là chúng tôi sẽ sau khi hoàn thành đủ 3 triệu thành viên chúng tôi sẽ cập nhật cho quảng cáo cho các bạn xem nữa các bạn. Nó sẽ đạt thêm 5 triệu 2 triệu thành viên nó trong vòng dài tuần tới. Nhưng mà thông tin thì nó nói có khoảng ngày 15 tháng 7 có thể là được nha các bạn. Các bạn nào muốn KIC cũng được, nhưng mà KIC sớm thì có quyền lợi của bạn, KIC trễ thì không có được quyền lợi nha các bạn. Trong điều thật rất là tuyệt vời, mình là Via Lifestyle đăng là Via Lifestyle là một trong những cộng đồng toàn cầu phát triển nhanh, nâng cao tinh thần kinh doanh thông qua cơ hội giải phóng tài chính nha các bạn. Nè, nó cũng đăng làm việc hệ thống Via Lifestyle và Be Riêng sống cuộc sống siêu hấp dẫn. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình nó nói giờ nó sẽ đăng thông tin hấp dẫn vào hàng tuần qua nghe các bạn. Bạn vào mà. Trời, đây mình xem trang quảng cáo của nó. Và nó có nói lợi ích của mình khi tham gia Via Lifestyle này các bạn. Lợi ích của chúng tôi liên tục đàm phán giá và giảm giá của các ưu đãi có lợi nhuận cho tất cả chi nhánh Via Lifestyle lối sống của họ nè. Đây rất là đẹp luôn các bạn. Giám đốc sáng tạo thành viên trong truyền thông xã hội Via Lifestyle, chúng tôi là cái bà Sewaywat Tersi các bạn. Dành phần lớn được thời gian
của cô ấy để sống. Rinova được tách ra cơ đội Salasai là một điều may mắn. Tôi thích giúp đỡ mọi người khác. Đồng sáng lập của Salasai đã dành cả ngày của mình ở một ngôi làng ở đỉnh đồi khét tiếng ở Provence và là một trong những nơi đẹp nhất của nước Pháp. Đủ lối sống của Salasai rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Các bạn nào chưa chơi thì đăng ký một cái tài khoản, mình có để một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký và cài KYC nha các bạn. Để mình xem một đoạn quảng cáo của họ. Nó nói là những lợi ích này liên quan đến lối sống là chẳng hạn như du lịch, nhà hàng, các mặt hàng xa xỉ, quần áo, xe hơi, khu nghỉ dưỡng, sự kiện và nhiều hơn nữa. Phong cách của lối sống của Salasai là tổ chức buổi họp mặt du lịch, sự kiện và hoạt động xã hội trên toàn thế giới các bạn. Đăng ký chi nhánh Salasai, hiện tại Salasai có bản quyền các bạn, cứ yên tâm các bạn, không có sợ cam đâu các bạn. Đây thì mình cũng không có nói trước được điều gì nha tất cả các bạn, nhưng mà mình thấy rất là đẹp luôn. Đây là đoạn quảng cáo của họ nè các bạn. Tell me what it is you want from financial freedom. Và hiện như bây giờ KVC Vialisai nó cũng nói gọi rồi các bạn. Nghe bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là đảm bảo rằng tất cả những gì đã đăng ký tại thời điểm này đều KIC thực hiện. KIC của họ, của chúng tôi có thể chấp nhận vào chương trình quảng cáo vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Tất cả nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi đã được xác minh nhanh hơn bằng cách thực hiện KYC và tham gia chương trình quảng cáo của chúng tôi, bắt đầu kiếm tiền nhanh từ việc nhận quảng cáo không các bạn. Tất cả những gì chúng ta làm là đảm bảo rằng chúng ta thực hiện KYC. Mọi người trong mạng của chúng ta cần làm như vậy. Để khuyến khích mọi người thêm, chúng tôi có tiền thưởng là 100 cho tất cả người thực hiện KYC vào ngày 15 tháng 7 các bạn. Đối tác của quảng cáo như sau là: nếu chúng tôi đạt được 3 triệu xác minh KYC trước ngày 15 tháng 7, họ sẽ chấp nhận được 3 triệu like size và đầu tiên vào chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có thể cố gắng đạt hơn 5 triệu like size đã được xác minh trong vài tuần tới. Cảm ơn bạn đã tham gia và nhiệt tình. Chúng tôi có thể đáp ứng hạn chót của bạn trong ngày 10 tháng 7. Xin chúc mừng Lesai. Chúng tôi không thể chờ đợi để bắt đầu thay dựng hiện đầu tiên chúng tôi lối sống mới của bạn. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều tin tức tuyệt vời hơn. Trong khi đó, chúng tôi chúc bạn có một ngày tuyệt vời nha tất cả. Quá là tuyệt vời luôn. Còn đây thì khi các bạn đăng ký và KYC, đây thời gian đếm ngược các bạn. Mỗi người khi đăng ký có 14 ngày thời gian ngược thì để tuyển thành viên tất cả các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc, các bạn nhớ bấm nút đăng ký và hẹn tất cả các bạn vào những clip tiếp theo từ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.